Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác xã hội, trong hỗ trợ người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội luôn được đảng bộ, chính quyền các cấp của quyền Phú Tân quan tâm chăm lo và có sự tham gia trong đảo của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Đây còn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên bố trí ngân sách hàng năm cho chương trình giảm nghèo và hỗ trợ các đối tượng yếu thế tại địa phương đồng thời tạo nguồn lực cho công tác an sinh xã hội năm 2017, quyền quỹ Phú Tân đã ban hành kế hoạch số 39, phát động đảng viên, cán bộ, công chức viên chức và người lao động thực hành tiết kiệm, góp phần chăm lo an sinh xã hội và giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện làm đầu mối tiếp nhận. Tính riêng năm 2022 đã tiếp nhận 1,3 tỷ đồng, đã chi 690 triệu đồng, tổng tồn quỹ đến nay hơn 2,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2022, Phú Tân vận động hơn 21 tỷ đồng, qua đó đã trợ giúp cho 29.128 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cất mới 194 căn và sửa chữa 7 căn nhà đại đoàn kết, trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho 11.843 lượt hộ, Quý 1 năm 2023, vận động hơn 12 tỷ đồng đã hỗ trợ cho 10.288 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cất mới 66 căn, sửa chữa 6 căn nhà cho người nghèo, hỗ trợ học hành, khám chữa bệnh, trợ giúp sản xuất, cứu trợ khó khăn 1.015 lượt hộ, giúp cho các hộ nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.